Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Lầu Năm Góc vừa xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua các thỏa thuận vũ khí tiềm năng trị giá lên tới hơn 15 tỷ đô la Mỹ cho Ba Lan và Na Uy. Các nhà thầu chính của Mỹ chịu trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận trên là những tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu nước này, trong đó có Raytheon Corp và Lockheed Martin. Cụ thể, Mỹ sẽ thực hiện thương vụ tiềm năng trị giá 15 tỷ đô la Mỹ cung cấp hệ thống chỉ huy chiến đấu phòng không và tên lửa tích hợp IBCS, nổi bật là 48 bệ phóng tên lửa Patriot cùng 644 tên lửa đánh chặn Patriot Park 3 MSE, các thiết bị kết nối mạng lưới, cảm biến, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật. Trong khi đó, với Na Uy là thỏa thuận trị giá khoảng 239 triệu đô la Mỹ để cung cấp bom thông minh, Stormbreaker và các thiết bị liên quan. Lầu Năm Góc cùng ngày đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về hai thương vụ tiềm năng nêu trên. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni khẳng định việc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tiếp tục tăng lãi suất có thể gây hại lớn hơn cả lạm phát cao. Phát biểu tại Hạ viện Italia, Thủ tướng Meloni nhấn mạnh lạm phát là vấn đề cần phải khắc phục, nhưng giải pháp không phải là tăng lãi suất như cách mà ECB đang thực hiện. Bà Meloni cho rằng việc tăng tỷ giá liên tục còn gây hại hơn cả lạm phát. Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italia cũng cho rằng lãi suất cao khiến nước này có nguy cơ suy thoái và rằng việc tăng chi phí tiền tệ đồng nghĩa với việc đẩy doanh nghiệp vào tình thế khó khăn. Bộ trưởng Kinh tế Italia cho biết suy thoái kinh tế không chỉ là một rủi ro mà đã là một thực tế tại Đức. Hôm 15 tháng 6, ECB đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,5%. Đây là mức cao nhất trong 22 năm qua. Chủ tịch ECB Christine Lagarde khẳng định có thể tiếp tục có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 7 do dự báo lạm phát sẽ duy trì trên mức mục tiêu 2% cho đến cuối năm 2025. Theo báo cáo do một cơ quan giám sát liên bang của Mỹ công bố ngày 27 tháng 6, hơn 200 tỷ đô la Mỹ trong các chương trình của chính phủ Mỹ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó tác động của dịch COVID-19 có thể đã bị chiếm đoạt. Ít nhất 17% nguồn kinh phí liên quan đến hai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ của chính phủ Mỹ nhiều khả năng đã được các đối tượng gian lận chiếm đoạt, lần lượt là hơn 136 tỷ đô la và 64 tỷ đô la Mỹ. Hiện cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã phản bác báo cáo trên, theo đó ước tính gian lận chỉ ở mức 36 tỷ đô la Mỹ, trong đó 86% số tiền bị chiếm đoạt vào năm 2020. Đến nay, gần 30 tỷ đô la tiền bị chiếm đoạt đã được tịch thu hoặc hoàn trả. Được biết, chính phủ nước này đã giải ngân khoảng 4.600 tỷ đô la để hỗ trợ ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tiếp theo là cụm tin vắn đáng chú ý. Ngày 28 tháng 6, người dân sống tại miền đông bắc của Ấn Độ đã phải hứng chịu một trận lụt nghiêm trọng và buộc phải rời bỏ nhà cửa tới nơi trú ẩn an toàn. Các cảnh báo màu cam đã được ban bố trong bối cảnh mưa được dự báo tiếp tục trút xuống tới hết ngày 2 tháng 7. Mưa lũ cũng ảnh hưởng tới việc tổ chức lễ Eid al-Adha quan trọng của người Hồi giáo sinh sống tại Ấn Độ. Đợt nắng nóng kỷ lục tại Tây Ban Nha vào mùa hè năm 2022 đã khiến hơn 350 người tử vong do say nắng và mất nước, đồng thời là yếu tố quyết định dẫn tới tỷ lệ tử vong tăng 20,5% trong cùng giai đoạn. Số liệu được Cơ quan Thống kê Quốc gia INE Tây Ban Nha công bố hôm 27 tháng 6 trong bối cảnh Tây Ban Nha đang phải trải qua đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè 2023 với nhiệt độ tại các vùng ở Tây Ban Nha trên 40 độ C khiến 2 người tử vong tính tới thời điểm này. Ngày 27 tháng 6, cơ quan giám sát khí quyển Copernicus của EU thông báo hàng trăm vụ cháy rừng kể từ đầu năm 2023 tới nay tại Canada đã sản sinh ra gần 600 triệu tấn CO2, tương đương 88% lượng khí nhà kính của quốc gia này thải ra từ tất cả các nguồn trong năm 2021. Đáng chú ý, hơn 50% trong số này được ghi nhận chỉ riêng trong tháng 6. Dù khói do cháy rừng gây ra được đánh giá là không gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng không khí tổng thể tại châu Âu, song vẫn phản ánh rõ mức độ nghiêm trọng của các đám cháy. Hơn 5 tấn ma túy các loại là tăng vật tịch thu từ các đợt ra quân trấn áp, triệt phá loại hình tội phạm này trên địa bàn Phnom Penh trong thời gian qua đã được tiêu hủy tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Cổ Pít ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Hoạt động tiêu hủy ma túy với số lượng lớn do Cơ quan Quốc gia Phòng chống ma túy Campuchia thực hiện với sự tham gia của hơn 3.000 người, đại diện các cơ quan chính quyền, lực lượng chức năng, người dân và tầng lớp thanh niên.
trong 5 tháng đầu năm nay, Campuchia đã triệt phá hơn 3.100 vụ án ma túy, bắt giữ gần 7.500 nghi can và thu giữ hơn 838 kg ma túy, chưa kể nhiều loại tiền chất ma túy khác. Gần 2,5 triệu hộ gia đình ở Anh đang đứng trước nguy cơ cao, gặp khó khăn về tài chính và có thể cần đến sự hỗ trợ để thanh toán các chi phí sinh hoạt. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất liên quan đến đánh giá về tác động của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại nước này. Theo đó, gần 2,5 triệu hộ gia đình Anh đang ở mức nguy cơ cao, trong khi 6,3 triệu hộ gia đình đang ở mức nguy cơ gia tăng. Khi phải đối mặt với khó khăn tài chính, đồng nghĩa các gia đình này có thể cần trợ giúp khi thanh toán các hóa đơn sinh hoạt phí. Hiện nay, các tiêu chuẩn sống ở Anh được đánh giá là đang trong giai đoạn suy giảm nhiều nhất kể từ khi dữ liệu về vấn đề này bắt đầu được người Anh nghiên cứu và lưu trữ từ những năm 1950. Cơ quan Quản lý Tài chính Anh cũng cho biết kể từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm nay, số người dân nước này gặp khó khăn khi thanh toán các hóa đơn và trả nợ tín dụng đã tăng thêm 3,1% lên con số 10,9 triệu người. Kể từ ngày 28 tháng 6, Hàn Quốc đã chính thức bỏ phương pháp tính tuổi truyền thống và áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế căn cứ vào ngày sinh. Người dân Hàn Quốc đã tỏ ra vui mừng vì theo quy định mới, không những họ được trẻ ra trên giấy tờ chính thức mà còn giúp giảm đáng kể chi phí xã hội phát sinh do sử dụng nhiều hệ thống tính tuổi. Tiêu chuẩn tính tuổi tại Hàn Quốc thống nhất theo hệ thống quốc tế sẽ được áp dụng trong mọi lĩnh vực hành chính và tư pháp, nhưng sẽ không dùng để xác định việc thực hiện nghĩa vụ quân sự hay tuổi hợp pháp được hút thuốc lá, sử dụng đồ uống có cồn hay tuổi đi học. Chúng tôi hy vọng các tranh chấp pháp lý, khiếu nại hay lộn xộn trong xã hội liên quan tới cách tính tuổi sẽ giảm mạnh thông qua quy định mới này. Khảo sát do chính phủ Hàn Quốc thực hiện cho thấy có tới 86% người dân khẳng định sẽ sử dụng cách tính tuổi theo tiêu chuẩn quốc tế trong cuộc sống thường nhật. Tôi sẽ 30 tuổi vào năm tới theo cách tính truyền thống, nhưng với quy định mới thì tôi sẽ trẻ ra tới 2 tuổi. Rất là vui khi được trẻ ra theo đúng nghĩa đen như vậy. Tôi sắp du học Anh nên quy định mới giúp tôi đỡ bối rối khi phải giải thích về cách tính tuổi của mình cho bạn bè quốc tế. Hiện ở Hàn Quốc đang có 3 hệ thống tính tuổi. Phổ biến nhất là cách tính tuổi Hàn Quốc. Theo đó, một người được tính một tuổi từ ngày sinh ra và thêm một tuổi vào ngày đầu tiên của năm mới. Hệ thống thứ hai được quốc tế công nhận, theo đó tuổi của một người được tính theo ngày sinh. Cách tính thứ ba cộng thêm một tuổi vào ngày đầu tiên của năm mới, dành cho mục đích nhập ngũ, đi học và tuổi hợp pháp được uống rượu hay hút thuốc. Leo cột mỡ, cuộc thi từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa và thể hiện lòng tự hào của cộng đồng ngư dân ở khu vực Gloucester, bang Massachusetts, Mỹ. Năm nay, cuộc thi độc đáo này đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu người dân địa phương và du khách từ khắp nơi đến tham dự. Một cây cột dài hơn 12 mét, bôi đầy dầu mỡ, đặt ngang trên mặt nước biển khoảng 6 mét. Tham gia cuộc thi thường là người trẻ và dũng cảm, cố gắng phải chạy đi bộ thậm chí nhảy nhót trên chiếc cột với bề mặt trơn trượt để vật lộn tiến tới cuối cột và giật cờ. Người giành được chiến thắng phải vượt qua chiếc cột trơn trượt và lấy được lá cờ. Anh Colin Sweet, 27 tuổi, đã may mắn trở thành nhà vô địch năm nay. Một lễ ăn mừng đặc biệt cho người chiến thắng được tổ chức vô cùng độc đáo. Hơn 90 năm tồn tại, lễ hội đã trở thành không gian văn hóa đáng tự hào của người dân địa phương. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.